Chào cả nhà, hôm nay thứ sáu ngày 26 tháng 8. Em mới về được một số mẫu và khá là chất lượng nha, có cả độc lạ nữa. Bây giờ em sẽ lên luôn. Đầu tiên là một chiếc Savanta Mare với cái bộ dây hạt gạo mình nhìn rất là ưng ha. Sáng bóng luôn nè, đẹp. Nhìn rất là đẹp và nói chung là rất là thích. Cái bộ dây này đeo rất là sướng nha, nó ôm tay mà cái cảm giác của nó êm, nó thích lắm. Cái hãng Savanta Mare này là của Italy và sử dụng máy Nhật. Cái em đã bán nhiều chiếc thuộc cái hãng này thì qua cái cảm quan của em thì cảm thấy là về cái độ hoàn thiện của nó cũng khá là tốt, cũng như là nói chung là tuy là hãng thời trang nhưng mà cái khâu hoàn thiện và cái chất lượng của cái sản phẩm cũng rất là ok trong cái tầm giá. Ví dụ như cái chiếc này là sử dụng dây hạt gạo và là đúc nè, dây đúc nguyên nguyên tấm luôn, rất là ok, khó zin nè, khó zin và có khắc cả cái tên thương hiệu cũng như là logo của hãng lên trên khóa. Ba cốt 6 kim, sử dụng máy bình thường thôi. Cái chất thép bắt sáng cũng khá là tốt. Đây là những cái chiếc đồng hồ mà khi mà mình sử dụng mình rất là yên tâm về cái nói chung là mình không có sợ bị ten hay là bị sau này nó sẽ bị mòn các kiểu á. Thì nói chung là thép inox mà đúc như thế này thì rất là đầm tay ha. Chiếc này size của nó chắc cỡ khoảng 40 á. Nè, 41.7, chưa tính núm nha. Nếu mà cả núm thì chắc cỡ khoảng 45 quá. 46, ok. Con này thì dây dây tay của nó chắc cỡ khoảng là 17.5 á. Tại vì tay em là 16 và em thấy dây của nó cũng còn khá là ok. Anh em nào mà tay đang đeo đồng hồ cỡ size 41 mà tay cỡ 17 là con này vô tốt á. Rồi, khá là đẹp. Chiếc này thì em sẽ để cho mấy anh em giá là 1050 thôi nha. 1050 Italy. Ý đây. Rồi, mẹ Ý 1050. Tiếp theo sẽ là một em cũng là dây hạt gạo, nhưng mà nếu như cái hồi nãy hạt gạo to thì đây là dây hạt gạo nhỏ đi, nhưng mà đúng là cái chiếc này em mua là vì sợi dây đó. Sợi dây này quá đẹp, chiếc này nếu mà bán không được á em sẽ tận dụng cái sợi dây này để em gắn vào một chiếc đồng hồ khác. Con này thì kiểu độc lạ, đây mặt hình chữ nhật khá là dài. Mã sản phẩm là SK09 và cái hãng là Nissan nè. Nissan của Mỹ ha. Cái con này ở dưới đây nó có hai cái núm. Cái núm bên đây là cái chữ gì đây nè, không nè, rồi SKATE, SK là gì em cũng không biết nữa. Chắc là SK có thể là tên của cái hiệu nè, SK nè. Còn bên đây là ngày. Nó tới 10 là hết rồi. Không. Chà. Như vậy là nó cái này chỉ có 10, như vậy nó không phải là ngày, nó là giống như là chỉnh cái số gì đó, em cũng không không rõ nữa. Đít của nó nè. The score có nghĩa là ghi điểm. The score có nghĩa là ghi điểm hả? Vậy chắc chiếc này là dành cho những người mà làm bên thể thao đó thì họ mới cần sử dụng tới cái bảng tính điểm như vậy. Nhưng mà được cái là sợi dây cũng khá là chắc và mình đeo cũng ok nha. Con này để em đo size luôn. Size ngang là 31.5, còn size dọc của nó là 46.5. Cũng hơi dài, không có càng nha. Đây, không có càng. Rồi, ok. Thôi con này 600 đi.
Đồng hồ thì vẫn đang chạy ok nè. 600. Con này là ghi là Ai Mỹ nè. 600. Rồi tiếp theo là một chiếc hãng của Nhật, và con này hơi bị hay á. Con này hoa văn nó khá là đẹp. Kim màu vàng, và các cái kim nhỏ cũng màu vàng, và cái chữ ở bên trong cũng màu vàng. Nếu như mình nhìn kỹ á, thì hãng của nó là hãng gì đây nè, Murai nè. Murai, à đây nè, Murai Buffalo Solid Solider Official. Rồi. Solider có nghĩa là chiến binh, Buffalo cái là con trâu. Official có nghĩa là văn phòng, que có nghĩa là dễ phối đồ. Như vậy là nếu mà mình dịch cái chiếc đồng hồ này á, sẽ là một chiếc đồng hồ chiến binh, dễ phối đồ dành cho dân văn phòng châu bò hả? Đúng, rồi thua. Trẻ hiểu. Có điều về cái mặt của nó thì mình thấy có hoa văn rất là độc lạ nha, rất là đẹp. Và ở sau đáy của nó là nó có cái nó dập bắn là gì là để chưa, nhìn rất là chất nha, chất lượng vô cùng. Chữ M này chắc là tên viết tắt của thương hiệu Murai. Cái dây của nó nè, ôi chè, cái dây này cũng hơi bị độc đó nha. Nói chung em thấy đây là một cái chiếc nó cũng khá là độc lạ về cái hoa văn, cũng như là cái đây là hình gì đây, giống như thổ dân vậy. Kim cọc cũng sáng, và size con này thì chắc cỡ 39 rồi, 39-40 rồi. Thôi đo luôn. Kẻ nụ là 41, còn nếu mà tính tới viền thôi là 37.7, vậy là cỡ 38 á. Rồi ok, thôi con này 850 đi. Cái khó của nó có chữ thương hiệu là Murai nè. Chỗ đây nó có khắc cái hãng nữa nè. Nó đủ trò hết. Con này thì mở khó ở bên trong. Rồi ok. Rồi 850 Murai ha. Này chắc Samurai này, đây hay ghi trên đây cũng được. 850 rồi Murai nha. Rồi tiếp theo sẽ là một cặp fossil đây. Đây là một chiếc fossil của Mỹ và khá là chất lượng. Con này độ mới rất là cao và dây khó nguyên zin toàn bộ nha. Con này là dành cho anh em tay to nè. Chu chai size 44.7 mà chưa tính núm đó. Còn nếu mà tính ra luôn đây 50.5. Nếu mà tính hai bên sườn đây thôi á nha, là 44.7 là 45 rồi. Con này là dây nè, để ra thấy cái dây là thấy chất lượng rồi. Fossil Gingrich Raider. Khó zin nè, dây khó nguyên zin nè. Ồ cái khó đây nhìn nó cũng chất lượng đó. Đẹp quá. Mặt màu xanh. Con này mặc màu xanh, có lịch góc 4 giờ và con này là cũng chức năng chrono. Đây sẽ là kim dây của bộ chrono nè. Đây là kim phúc, còn kim này là kim 24 tiếng. Rồi. Ok. Cái loại này nó ôm tay lắm nha. Cái loại này mang ôm tay cực kỳ. Đó nha. Size thì 45.5, tay em thì mang tay em 16, mang đồng hồ size 38, 39, nhưng mà đeo con này vẫn thấy ok nè, rất là ôm tay luôn. Chiếc này màu độ mới cũng khá là cao, zin toàn bộ luôn nè, đã chưa? Còn nguyên cái tem đít nè. Rồi,
Chiếc này để cho máy nên giá là 1350 đây. Rồi, 1350. Chiếc thứ hai cũng là một anh đến từ For Seal. Và cái con này anh em nhìn thấy cái form này chính là cái form quân đội hay là form phi công nè. Nó hay có cái kiểu này. Đó, cái bộ kim nhìn rất là ok. Và có lịch ngày góc 3 giờ. Núm thì góc 4 giờ. Đấy, đít của nó nè. Con này cũng là nguyên zin toàn bộ, dây khó luôn nha. Này, khó nè, dây nè. Dây thì nó hơi cũ thôi. Nhưng mà theo như cảm quan của em thì vẫn còn xài tốt. Đấy. Dây cái kiểu cũ, nhưng mà cũ ở đây là theo em là chắc do mồ hôi tay hay là cái để lâu á, để lâu bụi bẩn nó vào nó đen. Chứ còn nếu mà nhìn kỹ các cái lỗ á, thì chưa thấy sỏ nhiều. Đây nó có cái lỗ, đây có sỏ nè. Ở dây nó có răng răng ngay chỗ vị trí đây. Nhưng mà thực ra thì vẫn còn xài tốt nha. Em thấy vẫn còn dây này vẫn còn xài rất là tốt. Rồi, ok. Con này đẹp á nha. Form này là mà nhiều anh em thích lắm nè. À, khó zin nè. Ồ, khó chất lượng quá. Rồi, ok. Size 43.7. Đúng là bây giờ đồng hồ hiện đại bây giờ size to nhưng mà nó thiết kế ôm tay nhỏ đeo vẫn rất là ok. Chiếc này sẽ mã của nó sẽ là chiếc này gọi là phi công đây, mã phi công đây. Con này thì là rồi, con này để cho anh em giá 1080. Còn cái chiếc này là mã là dây da chất ấy, con này mã chất nha. Con này mã chất 1350. Rồi. Đây, có cái này cho nó dễ nhớ. Tiếp theo sẽ là một cặp Agenda đây. Đây. Đây là những cái mẫu Agenda có thể nói là cuối cùng rồi. Size 42 nè, chưa tính núm nè. Size gọi là size rất là dễ chịu của hầu hết các anh em ở châu Á mình. Mặt có đánh vân nè. Và con này là thể thao ha. Con này là kiểu xấu kia nhưng mà nó đưa về ba cái vòng vòng phía dưới nè. Như vậy là cây kim dây của bộ thể thao sẽ là ở phía bên góc 8 giờ đây. Ở giữa này sẽ là kim phúc, còn bên đây sẽ là kim 24 tiếng. Nó reset. Thấy không? Cái con này nó theo cái cơ chế là nó reset hết 30 phút nè. Cái cây kim kim phúc nó đang chạy nè. Còn cái cây kim dây bên đây là nó reset cho tới khi nào mà kim phúc nó về mo thì khi đó nó mới dừng. Còn hầu hết các cái dòng khác á, thì mình reset á, là nó về cái bụp nghĩa là xong. Nói chung thằng này nó ăn tiền nó tiến bộ hơn mấy cái thằng Chrono kia ở cái điểm này. Rồi, đẹp ha. Rồi, con này để cho mấy anh em giá là 1050 đây. Rồi. Ồ, giá cũng tốt đó nha. Và một em Agenda cuối cùng, em này thì còn hộp luôn nè. Nhưng mà hộp nó hơi cũ nè. Nhưng mà đồng hồ thì là chưa qua sử dụng 99%. Giống như một số các cái sản phẩm khác. Đây. Nguyên tem mát là đây nè. Có cái siêu nè. Rồi, ok. Cái con này nó hay một cái là nó kính tràn viền ngay chỗ ấy nè. Và cái kính của nó là có phủ một cái lớp màu xanh trong vắt, rất là trong. Nó để cho, đó là một cái lớp để gọi là chống ló đó. Để mà mình đi vào trời nắng ban ngày mình vẫn có thể xem giờ được. Và cái điểm nhấn của cái chiếc này chính là nó thiết kế tràn viền ở hai bên góc này. Một phần là nó tăng cái tính thẩm mỹ của sản phẩm lên. Vẫn là ba cốt sáu kim. Thấy không, cái chiếc này reset á, thì nó về cái cây kim dây thôi, chứ còn kim phúc thì nó vẫn giữ nguyên nè, nó không như chiếc kia ha. Rồi, con này thì nói chung thì cũng không khác gì là mới hoàn toàn. Và anh em sở hữu chiếc này thì cũng là người đầu tiên mang nó trên tay. Bởi vì
dây thì còn khá dài nguyên bản, cũng chẳng ai mà đi đeo cái này mà sử dụng á. Rồi mới keng full box, con này sẽ để cho máy nem giá là 1280. Ê chà, ghi giá vô chứ. Con này là 1280 nè, tràng viền nha. Còn cái con này là cũng là Agenda đi, con này là hồi nãy là 1050. Rồi, ok. Có gì anh em nói cái tên hãng và cái giá tiền ok là em sẽ nhận ra. Đó, size 45.7 viên hộp. Rồi, hôm nay có vài chiếc như thế thôi. Rồi, ba anh em nha.